Tranh thủ vào like xanh đậm nha cả nhà ơi. Hôm nay sẽ tổng xả kho nha. Chị nào ưng mẫu nào nhớ nhanh tay đặt liền. Đầu tiên em sẽ lên cho mình một cái mẫu đầm ôm body như thế này. Một hai bữa mới chị đặt hàng mà hết hàng thì hôm nay các chị lên đơn lại nha. Giá hôm nay em sale cực rẻ luôn các chị. Bình thường mọi người mua mẫu này là giá 299k đúng không? Hôm nay em sẽ sale luôn 199k mẫu này thôi. Em giảm bây giờ chỉ còn có 199k thôi nha. Mẫu này em còn là cho mình là một cái size M, 3 cái size XL và em còn lại là 19 cái 2X cuối cùng nha các chị. Rồi em sale luôn 199k mẫu đầm này, chị nào lấy đặt liền giùm em. M232 và kèm số điện thoại cho em nha. Rồi em có cho mình một cái size L nữa nha cả nhà ơi. Rồi chốt đơn liền trên like giá 199.000 đồng cho chị nào nhanh tay nè. Ai ưng mẫu này các chị mình lên đơn hàng càng sớm càng tốt giùm em luôn, để chốt đơn liền trên like này cho cả nhà nha. DA1232 và kèm trong số điện thoại nè. Vải này là vải lụa mango cho các chị mình nha. Và cái phần eo này nó có xếp ly nè, nó sẽ che bụng nè, ở đây nó có đính ngọc trai cho mình. Phần cổ sẽ là thiết kế cổ đổ nha cả nhà. Cổ đổ chị nào mà mình thích mặc lệch vai cũng được. Đây các chị ơi, chị nào thích trẻ trung hơn thì có thể mình mặc lệch vai như vậy cũng rất là xinh luôn nha. Đó, mã này của em là 1232, sale nhanh luôn 199k. Sale nhanh giá 199k, ai lấy mẫu này mình đặt liền dùm em. 1232 và kèm cho em số điện thoại nào cả nhà ơi. Vải mềm chất mát và mặc rất là thoải mái luôn. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa nha. Còn ít thôi em sale rẻ luôn nha các chị ơi. 1M, 1XL, 3XL và còn lại 19 cái 2X cuối cùng. Sale luôn 199k. Rồi nhanh tay mình lên đơn liền dùm em. Mẫu này các chị có thể phối kèm phụ kiện như là cái dây đai vô cũng rất là đẹp nha. Đã dây đai thì không kèm đầm, những cái này em phối thử cho các chị xem thôi. Rồi 1232 và kèm cho số điện thoại luôn 199k. Nhanh tay nào cả nhà ơi, chị nào ưng đặt liền nha. Em chào chị Thuận Nguyễn, em chào chị Ngân Vũ, em chào các chị mình mới vô. Tranh thủ vào like ngày hôm nay các chị xanh đầm nha cả nhà ơi, giá rất là rẻ cho cả nhà mình luôn. Ai lấy mẫu này thì mình cứ comment ngay bây giờ cho em luôn, là mã hàng với số điện thoại nha. Em chốt đơn ngay bây giờ cho các chị mình ạ. 1232 kèm số điện thoại nha cả nhà. 1232 và kèm trang số điện thoại, em chốt đơn liền trên like 199.000 đồng. Trời ơi giá siêu rẻ siêu thương luôn. Ưng ý mẫu này các chị lên đơn liền. 1232 ok chị Như Huỳnh nè. 1232 cho chị Nguyễn Thanh nè. Giá sale là 199 nha. Giá sale là 199k thôi, rẻ ơi là rẻ luôn nè. Rồi tiếp tục nè, em sẽ chuyển thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Chị nào mình lấy mẫu nào mình đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em chốt sale luôn cho nhà mình ạ. Mẫu tiếp theo của em đây, em có cho mình một cái mẫu đầm cổ vuông nha. Cái em đang mặc là cái XL nha các chị. Cái đang mặc XL nên nó hơi to nên kẹp bớt lại. Nói chung hàng này hàng lẻ sai. Rồi các chị ơi, hàng lẻ sai và còn ít thôi nha, em xả hàng. Mã tiếp theo đây là DA1200, em còn 2 cái size M, 7XL và 8 cái 2X cuối cùng nha. Rồi xả nhanh xả rẻ luôn, mã này là 1200. 1200 và kèm số điện thoại nào, em xả hàng 179k luôn. Xả kho 179.000 đồng mẫu đầm này nha các chị. Trời ơi đầm này bình thường các chị mua 299 không, mà nay em xả luôn còn có 179 à. Chị nào mình ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. 1200 và kèm số điện thoại cho em ạ. 1200 và kèm số điện thoại em chốt ngay lúc này cho cả nhà, là giá chỉ có là 179.000 đồng. 179.000 đồng thôi. Em chơi chị, các chị mình mới vô, tranh thủ và like mình xanh sale nha các chị ơi. Cái em đang mặc là cái XL nha cả nhà, nên các chị nhìn thấy cái phần tay nó hơi to. Em là em đang kẹp bớt lại rồi. Có túi hai bên nha. Còn 2 size M nè, 7XL nè và 8 2X cuối cùng. Sale xả kho 179k. Màu này đẹp nè các chị, mẫu này nhìn nó sang. Rồi chị dễ mặc, form cổ vuông, nhất là những chị nào có dáng người hơi tròn, hơi đầy đặn, các chị ha, các chị mặc cho em cái mẫu đầm cổ vuông này đi, rất là sang luôn. Rồi em chào chị Hồng Ngân Lưu, em chào chị Dung Phạm, chào các chị mình mới vô. Tranh thủ vào like hôm nay mình xanh sale nha cả nhà ơi. Và giá ngày hôm nay em chốt đơn liền trên like này cho các chị mình luôn, với giá chỉ còn có là, chị còn có giá là 179.000 đồng thôi nha cả nhà ơi. Rồi ok chị Mỹ Trang, em chốt đơn. Các chị ơi tranh thủ lên đơn nha, những cái mẫu này em không có nhiều đâu. Các chị ưng thì các chị đi lên đơn luôn, chứ mình đặt trễ quá nó hết hàng đó các chị ơi. Rồi bây giờ em tiếp tục qua thêm cho mình một cái mẫu đồng khác xả kho nè. Những cái mẫu này mình ưng mình đặt liền nha, chứ mình đợi là nó hết hàng mất tiêu rồi cả nhà.
Mỗi size nó có mấy cái hả? À? Rồi tiếp tục em lên mẫu đầm này. Cái này em đang mặc là cái 2X nè. Đa số mẫu này là chỉ còn 2X thôi. Rồi bây giờ để em bóp lại một chút xíu nha. Dạ dây đai. Dạ dây đai thì em không bán chị ơi, dây đai em hết rồi. Qua để nếu mà mấy bạn kiểm coi còn sót kho cái nào không thì mấy bạn chốt cho mình nha, chứ tại vì bữa giờ em hết rồi. Rồi bây giờ các chị ơi, đầm này của em là 1189. 1189 thì còn 2 cái XL và 5 cái size 2X. Cái này em xả nhanh nha. Cái em đang mặc là cái 2X đó, em đang kẹp lại. Cái này là 1189. Em sale xả kho 139k nha cả nhà ơi. Rồi ok chị Quyên Nguyễn em chốt 1200. Rồi các chị ơi, mẫu này của em nè, DA1189. 1189 em xả luôn 139k mẫu này nha. 139k mẫu này, chị nào lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ luôn. Em chốt sale luôn 1189, 139k. Chị nào ơn đặt hàng nhanh tay nha cả nhà ơi. Để lại đúng cú pháp cho em luôn là mã nè, với số điện thoại em lên đơn hàng. Nhanh tay nha cả nhà ơi. DA1189 và kèm cho em số điện thoại. 139.000 đồng. Hiện tại em còn 2 cái size XL và 5 cái size 2X cuối cùng. Cái chị tầm 65kg trở xuống mình mặc vừa. 65kg trở xuống mình mặc vừa nha cả nhà ơi. Chị nào ưng đặt hàng liền giùm em ngay bây giờ luôn. 1189 nha. Nền xanh rêu hoa cam. Vải này có coi giãn nhẹ. Chất vải này chất mango nha cả nhà ơi. Rồi mẫu này có túi hai bên cho cả nhà nè. Rồi em xả luôn 139. Em còn đúng 7 cái cho chị nào nhanh tay 1189 kèm điện thoại nha. Xả hàng 139 xả này xả lỗ luôn rồi cả nhà. 139k. 139k mã là 1189 nha. 1189, 139k. Tiếp tục nè, xả lỗ tiếp theo. Một cái mẫu đầm này nha các chị ơi, vải lụa mango luôn. Những cái mẫu này còn ít lắm, cả nhà ưng mình đặt liền nhanh tay lên cả nhà ơi. Rồi tiếp tục mẫu này là 1168. Mẫu tiếp theo đây là 1168 nền xanh hoa trắng. Rồi cái này em đang mặc cũng 2X luôn, kẹp bớt lại xíu nha. Xả hàng luôn các chị ơi, 1168. Mẫu này, ủa mẫu này á. Khoan khoan, 1168. 1168 chờ em xíu nha. Xả hàng 139k mẫu này nha cả nhà ơi. Em xả hàng mẫu này 139k. Hiện tại em còn đúng 2 cái thôi cho chị nào nhanh tay. Em chốt sale 139k mẫu này. 1168, 139k nhanh nha cả nhà. Xếp riêng vuông nha. 1168 xả kho 139k cho chị nào nhanh tay. Ai ưng mẫu này các chị lên đơn liền dùm em ạ. 1168 còn 3 cái cuối cùng xả kho 100. 3 cái nha, xả kho 139k nha. Rồi chị Bình Hiền 1189, chị Quyên Nguyễn 1189 ạ. Body 60kg hả chị? Rồi ok chị luôn, đợi em xíu nha. À lấy mẫu nào thì mình cứ lên đơn liền dùng em trừ hàng trừ size liền trên like cho cái chị mình luôn ạ. Rồi em có một cái mẫu đầm body này sale rẻ cực rẻ luôn. Rồi đợi em nha các chị ơi, đầm này bình thường các chị mua là 299k. Nay trên like này em sale giá sốc cho các chị mình đây. Nay trên line em sale giá sốc cho các chị mình đây. Mã này là 1230 đầm body này cả nhà. Và vải này là thun gấm HCTC nha. Chị Khuyên Bùi ơi, 1189 kèm số điện thoại dùm em luôn chị nha. Rồi mẫu này của em là DA1230. 1230 mẫu này của em còn cho mình đủ size nhưng mà ít lắm, mỗi size có mấy cái. Em xả kho luôn. Nếu như bình thường mọi người mua mọi người biết rồi, mẫu này là bán 299 không ạ. À? Các bên em nói chung là chị nào mua rồi là bà ưng ý liền. Vải đẹp, hàng chất lượng cho các chị mình luôn. Vải này là gấm Asitasi hàng cao cấp nha. Nhưng mà hôm nay em sale lấy tương tác thôi. Em sale em giảm cho mình là 179.000 đồng luôn các chị ơi. 179.000 đồng và em chốt duy nhất ở trong cái line này. Bây giờ thậm chí đến shop cũng vẫn là 299k. Mình inbox ở ngoài cũng là 299k mà thôi. Nhưng các chị đặt trên line này của em, mình săn được cái siêu phẩm này giá là 179k. Sale đúng duy nhất trên line để mà lấy tương tác. Nên là các chị nhanh tay đặt liền nha. 1230 kèm số điện thoại cho em ạ. 1168 ok chị Bạch Tuyết nha. Rồi 1230 đầm này nó có co giãn 40kg đến 65kg mặc vừa. 67kg nhiều khi vẫn bon chen được luôn.
Dây khóa kéo đằng sau, vải này nó có co giãn nha, rất là sang luôn cả nhà ơi. Phối thêm một cái ví tay cầm vậy thôi là quá đẹp rồi cả nhà. Chị nào mà mình ưng mẫu này, các chị lên đơn liền dùm em nha. Đi tiệc rất đẹp luôn, và giá hôm nay em sale chỉ có 179.000 đồng, có tin nổi hay không các chị? Nó quá là rẻ luôn. 179k mẫu này, mã sản phẩm 1230. Nhanh tay mình lên đơn liền dùm em, 1230 và kèm số điện thoại. Và anh này các chị nhìn bên ngoài chắc chắn là đẹp hơn lại trên live rất là nhiều luôn á. Rồi 1230 và kèm cho em số điện thoại nha. Giá hôm nay em sale cho các chị mình chỉ có giá là 299k mẫu này. 299k mẫu này thôi cả nhà ơi, chị nào ơn đặt liền dùm em. Ngay bây giờ để em lên đơn hàng liền trên live cho cả nhà nha. 1230 và kèm số điện thoại, mẫu hoa văn kế bên đầm màu tím. Màu tím hoa văn kế bên màu tím. Cái này hả chị? Cái này đúng không ạ? Một cái mẫu đầm body luôn chị ơi, đợi em một xíu tí để em mặc luôn nha. Rồi, chị nào mình lấy mẫu này đặt liền. Dạ em cao 1m62 chị ơi, em cao 1m62 nặng 47kg nha. Rồi, chị nào mình ưng mẫu nào các chị nhớ lên đơn liền dùm em. Comment là mã với số điện thoại em chốt sale. Đầm này của em là 1230, sale giá là 179k. Và em còn ít mẫu size còn mấy cái nên là ai nhanh mới còn hàng thôi nha các chị. Chứ chậm không có hàng được rồi. Rồi chị Ngọc Võ chốt 1230 nè. 1230 kèm số điện thoại cho em luôn, nhanh tay cả nhà ơi. Ok chị Phương Hàm em lên đơn hàng, chị Nguyễn Sang ok nè. 1230 chốt đơn liền trên live giá là 179.000 đồng. Rồi chị nào mình lấy mẫu này mình đặt liền dùm em ạ. Comment là mã hàng với số điện thoại cho em nhé. 1230 và kèm số điện thoại luôn. Ok chị Nguyễn Trân em chốt đơn ạ. 1230 chốt giá chỉ có 179.000 đồng. Giá này em chốt duy nhất ở trên live. Ai ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn. 1230 và kèm số điện thoại luôn ạ. Cô Thanh Toàn mẫu 1230 body mặc đẹp thích lắm, mình mua mặc rồi. Cô Thanh Toàn là cô mua 299k luôn đó cả nhà. Mà các chị thấy cô Thanh Toàn comment review sản phẩm 1230 chưa? Thật sự luôn, ngày hôm nay mình săn được một cái giá 179k này thực sự quá rẻ luôn các chị. Em rất thiệt luôn á. Đây nè, em cho mình xem hình cô Thanh Toàn mặc nè. Nên là nhiều khi em nói các chị không tin chứ khách bên em nhận được hàng là mặc rất là đẹp luôn. Và giá khách em mua là 299k chứ không phải 179k như các chị đang mua đâu. Đó, hôm nay em đang tổ chức sale rất là rẻ như thế này. Thì cả nhà mình cố gắng nha. Cả nhà cố gắng mình lên đơn hàng càng sớm càng tốt giùm em. Đây nè cả nhà ơi. Đó, khách bên em là nhận được hàng nè. Và cô Thanh Toàn mua là giá 299k chứ không phải là 179 như cả nhà đâu đó. Mà cô Thanh Toàn comment review sản phẩm cho mình cho shop nè, các chị thấy chưa? Đó. Đó, cô Thanh Toàn rất dễ thương luôn, mua 299k đó các chị. Nhưng mà cô vẫn rất review sản phẩm rất là nhiệt tình. Đó cả nhà thấy chưa, mẫu 1230 body đẹp. Mặc đẹp thích lắm, mình mua mặc rồi. Nên là cả nhà mình ưng mình cứ đặt liền. Đó, một cái đầm giá 299k như thế này mà em sale cho mình còn có 179 nè cả nhà. Lên đơn liền dùm em nha. Chị Di Mạnh em chốt 1230 nè. Chị nào lấy mẫu này đặt liền dùm em. Chị Kim Anh 1230 nè, 179k nha cả nhà. Và mẫu này em còn ít lắm thì các chị nhanh tay đặt liền dùm em. Còn ít lắm luôn. Đó, cả nhà thấy chưa, cô Thanh Toàn mua 299k đó. Đúng rồi cô Thanh Toàn. Bình thường mọi người mua là 299k không đó. Mà bây giờ hôm nay săn sale có 179 mà bỏ lỡ là tiếc, vô cùng tiếc luôn. Mà chất nó đẹp chứ đâu phải vải thường đâu cả nhà. Vải này là gấm acetacy và hàng hiếm. Đợt này chỉ có một mình mẫu này là có chất vải này thôi đó. Rồi đẹp chưa? Chỉ có giá là 179k xin không nổ luôn các chị ơi. Giá quá sốc quá rẻ luôn, 179k mẫu này. Ok nè, chị Nguyễn Thị Ngam chúc 1230 179k cho chị nè. 1230 nhanh tay lên đơn liền dùm em. Chị Nguyễn Ngân ok luôn nha. Chị Nguyễn Liên 4 mẫu đầm, 3 mẫu đầm hả chị? 928 nữa hả chị? Rồi ok, để tí nữa mấy bạn kiểm tra mẫu nào còn mấy bạn chốt cho mình nha. 1230 và kèm cho em số điện thoại, giá này sale là 179k các chị ơi. Lưu giúp em giá sale này là chị chốt ở trên live thôi nha, để mà em lấy tương tác lượt chia sẻ. Nên là các chị nhớ đừng quên là nhấn chia sẻ like và đồng thời nhấn theo dõi trang nha các chị. Em sẽ ưu tiên là chốt giá sale nè cho chị nào đã có bấm theo dõi trang. Với là mình bấm theo dõi trang mình không bị lạc mất nhau cả nhà ơi. Đó, đừng quên bấm theo dõi trang giùm em nha. Rồi tiếp tục em sẽ qua thêm mẫu khác nè. Ai lấy mẫu nào các chị nào đặt hàng sớm giùm em, làm mã hàng với số điện thoại nha. Các chị cứ nhấn theo dõi trang hoặc là mình nhấn thích trang cũng được nha cả nhà ơi. Đó, theo dõi trang hoặc thích trang giùm em nha cả nhà. Rồi bây giờ nè,
Tiếp tục em lên mẫu khác. Ok chị Trần Tuyết, em chúc 1, 2, 30. Rồi cảm ơn chị Ngọc Phước đã chia sẻ nha. Mẫu tiếp theo của em đây này, có chị kem mặt nè. Trời ơi mẫu này em bán chạy lắm luôn các chị. Em chỉ mới ra mắt sản phẩm gần đây thôi, nhưng mà mẫu này là nằm trong top bán chạy của bên em luôn. Và bây giờ thì hiện tại nó gần cháy hàng rồi, em không biết là em còn phải để may nữa không. Thì bây giờ tạm thời có bao nhiêu bán bấy nhiêu trước đi ha cả nhà. Các chị nào mà mình ưng mẫu này các chị lên đơn liền. Hiện tại toàn bộ tất cả các size của mẫu này đều đang rất là cháy hàng rồi cả nhà ơi. Nó chuẩn bị hết hàng rồi đây nè. Một mặc dù là chị là mới giới thiệu, mới like cho các chị tầm được có tầm mấy ngày thôi. 1271 sale giá 299k nha cả nhà ơi. 1271 sale giá 299k mẫu đầm này. Và trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Rồi 1271 vải này là thun Mỹ, thun Mỹ ánh kim nha các chị. Mình nhìn dùm em ở đường ê, có đường may eo cho mình, nhưng mà vẫn không hạn chế độ co giãn của cái chất vải này luôn. Các chị thấy chưa, đã chưa? Rồi ở đây thì sao, vô tư luôn cho em nha các chị ơi. Vô tư luôn, thun Mỹ ánh kim nha các chị. Form lên cực kỳ chuẩn cho mình luôn. Mã sản phẩm này của em là 1271 và giá chỉ có 299k. Thực sự luôn, cái vải này shop nhập về giá thành vô cùng cao. Cái vải này nhập về giá thành rất là cao mà may lên thành phẩm một cái mẫu siêu phẩm như vậy mà chỉ có 299k. Quá rẻ luôn các chị. Thật sự luôn á, cái vải này nè các chị, ở ngoài đẹp lắm luôn, xịn cực kỳ luôn. Mà đây là thun Mỹ ánh kim, cái mặt trong nó rất là mịn nha cả nhà ơi. Cái mặt trong nó rất là mịn nè, nên là các chị mặc không hề ngứa ngáy, không hề khó chịu gì hết cho em luôn nhá. Rồi đây phía đằng sau nè, phía đằng sau khoe may cổ V cho cổ vuông cho mình, khoe được phần vai, khoe được phần gáy cho mình, đẹp chưa? Mẫu đầm này mà chị nào không mua thì cực kỳ tiếc luôn các chị ơi. 1271 và kèm cho em số điện thoại nha. 1271 và ngày hôm nay em sẽ sale cho cả nhà mình là giá chỉ có là 299k mẫu này thôi cả nhà ơi. 299k mẫu này mình nhớ dùm em, chất của nó là thun Mỹ ánh kim nha các chị. Có co giãn vải mềm, chất êm và mặc cực kỳ là thoải mái cho các chị mình luôn. 1271 và kèm số điện thoại cho em nào. Rồi nhanh tay lên đơn liền dùm em nhé. Ok chị Ngọc Châu trước đơn hàng thử váy tím hả chị, rồi tí nữa em sẽ mặc thử cho các chị xem luôn. Mẫu này 40kg 65, thậm chí là 67, 68kg mình vẫn có thể bon che được nha các chị ơi. Co giãn rất là nhiều cho cả nhà mình luôn, trong tầm từ 40kg đến 65kg vừa. 1271 ok chị Ngọc vỏ nha. Mẫu đầm nền tím bông vàng mặc cho chị xem. Nền tím bông vàng, em có nền tím bông trắng trắng nhụy vàng nè chị ơi. Có phải mẫu này không ạ? Có phải mẫu này không? Hay là bông vàng? Thì bây giờ em có nền xanh bông vàng ở đây. Nền xanh bông vàng. Có gì mình comment lại dùm em có phải nền xanh bông vàng không chị nha? Xanh coban bông vàng. Rồi mẫu 1271 nè. Ok chị Lịch Nguyễn em chúc 1271. Mẫu này là cái chiều chú ý giúp em là nó đang nằm trong top bán chạy. Nên là cái hàng này thì em nói thiệt là ngày mai ngày mốt cái chị đặt thì em không hứa là em còn hàng đâu. Trong hôm nay các chị đặt thì ok, có lẽ có, sẽ có hàng sẽ có hàng cho mình, nhưng mà ngày mai ngày mốt thì không đảm bảo, tại vì hiện tại bây giờ em gần hết rồi. Mẫu này bán cháy cháy hàng luôn rồi các chị ơi, gần hết hàng luôn rồi. 1271 hot quá chừng hot, cái form đầm và cái họa tiết trời ơi xuất sắc, xuất sắc luôn cả nhà ơi. Đó các chị nhìn giùm em coi đẹp chưa, có 299k là mình săn được ngay cái mẫu này thôi, quá rẻ luôn. Đầm này mặc đi thì sang lắm luôn các chị đó. 299k mẫu này, mã sản phẩm là DA1271. 1271 và kèm số điện thoại liền cho em nha. Nhanh tay mình lên đơn hàng sớm giùm em. Vải này nó có co giãn, chất vải này mặc rất là êm, mềm và mát cho các chị mình luôn. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này mình đặt liền giùm em nha. DA1271 và kèm cho em số điện thoại nào. 1271 và kèm trang điện thoại, em chốt đơn liền trên line này cho cả nhà mình luôn. Là giá chỉ có 299k. Nền xanh bông vàng rồi ok chị nha. Rồi để em mặc cái tím trước, sau đó là em sẽ mặc màu xanh bông vàng nha, theo yêu cầu, theo thứ tự lần lượt của các chị nha. Rồi bây giờ chị nào ưng mẫu nào đặt liền giùm em. Em chịu hàng chịu sai nha. Em chịu hàng chịu sai liền cho các chị mình luôn. Xong chưa cả nhà ơi, tranh thủ lên đơn nha. Rồi mỗi đang mặc 1271 nhanh tay nha cả nhà, siêu phẩm nha các chị. Sao chị Nguyễn Ngọc ơi em đọc không hiểu.
Mẫu này em đủ size 1271, em đủ size chị nha. Rồi tiếp tục em sẽ mặc lên cái đầm màu tím. Tím này là hot lắm nha. Tím này là bữa rồi là vừa giới thiệu sản phẩm được mấy ngày thôi là nó cháy hàng luôn. Và hôm nay là đã hàng đã là cập bến thêm, bổ sung thêm số lượng cho mình rồi. Đó, hôm nay mấy bữa nay cái chị ơi, thật sự cái tím này em không dám mặc luôn á chị. Nó cháy hàng, không có hàng luôn á. Vừa rồi là bây giờ hiện tại cái mẫu này đang nợ đơn nhiều lắm luôn á. Nhưng mà bây giờ trưa nay là hàng đã cập bến rồi. Trưa nay mẫu này đã cập bến rồi, bổ sung số lượng đầy đủ cho cả nhà rồi. Và bây giờ chị nào mà ưng mẫu này các chị nhớ nhanh tay lên đơn liền. Nhá chị ơi, mình nhớ nhanh tay lên đơn liền. Tại vì các chị biết mẫu này nợ đơn nhiều lắm, nên mà khi hàng vừa cập bến xong là coi như là soạn đơn đi cũng vơi đi một khúc rồi. Bữa giờ là đơn hàng mẫu này nhiều lắm đó các chị. Nên là chị nào mà ưng mẫu này cố gắng nha các chị ơi. Mình đặt hàng càng sớm càng tốt giùm em nha. Mình đặt hàng càng sớm càng tốt giùm em để mà em lên đơn luôn nha các chị ơi. Rồi cái này sẽ size L, em đang mặc cái size M nè. Cái này em sẽ có cho mình là đủ size M, L, XL và 2X nha các chị. Từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa luôn. 40kg đến 65kg là mình mặc vừa nhanh tay nha cả nhà ơi. Nhanh tay cả nhà ơi, 1250 và kèm cho em điện thoại. 1250 và kèm cho em điện thoại, em trừ hàng. Giá ngày hôm nay em sẽ sale cho cả nhà mình luôn, chỉ có là 259.000 đồng mẫu này. 259k mẫu em đang mặc trên người nha. Tím không phải xanh đâu, một số điện thoại của các chị. Có phải là một số điện thoại các chị nhìn ra màu xanh xanh đúng không các chị? Hoặc là hơi ánh xanh một xíu đúng không? Đó, nhưng mà thực tế ở ngoài nó sẽ là màu tím nha cả nhà ơi. Nên là có gì mình chú ý giúp em, tại vì đó là do độ phân giải màn hình điện thoại chứ không phải lỗi tại em nha. Đó, nên nhiều khi các chị cứ kêu, ủa em ơi da chị đặt màu xanh mà sao da chị màu tím vậy. Đó, kêu là shop da sai màu, không phải đâu các chị. Cái màu ở trên điện thoại nó bị chuyển màu nên nó mới vậy. Đó, chứ thực tế em đang mặc cái đầm này màu tím, khổ vậy đó các chị. Nhưng mà nhiều khi em nói, nhiều khi các chị không hiểu, bảo shop là da sai màu. Em khổ lắm, nên là em phải dặn thật là kỹ các chị. Màu này là màu tím nha, màu tím nha cả nhà. Mã này của em là DA1250, 1250 nha. Giá này em sale luôn là 259.000 đồng, 259k. Ren này hả chị, đâu để em test thử cho mình xem. Hay mình đo chính xác cái số đo dùm em đi. Độ co giãn nó ít à. Đây, độ co giãn nó cỡ vầy à. Nên là thôi, L là L, size M là L72, size L L75, size XL L78, size 2XL L84 chị nha. Có gì mình đo dùm em xem sao để em chọn size cho chính xác luôn. Đây, ren đẹp lắm nha cả nhà ơi. Tím nha các chị ơi, màu tím nha. Màu này mặc lên da trắng da và không có kén luôn, chị nào da ngâm mình mặc vẫn được. Và các chị trẻ tuổi, các cô trung tuổi mình mặc được hết cho em luôn ạ. Mã này là 1230 và giá ngày hôm nay sẽ sale cho nhà mình chỉ có là 259k. Mã sản phẩm là 1250. 1250 và kèm cho em số điện thoại nha. 1250 và kèm số điện thoại, em chốt đơn liền trên line này cho các chị. Giá chỉ có 259.000 đồng. 259k một đầm này 1250 kèm số điện thoại cho em luôn. 40kg đến 65kg là mình mặc vừa, quá đẹp luôn các chị. Mình đặt hàng liền dùm em chịu hàng chị sai nha. Rồi mẫu ren là màu tím hoa cà, cô mua rồi nên nhìn màu tím hoa cà. Rồi cảm ơn cô Thanh Toàn nhiều. Đó, màu tím hoa cà cả nhà nha. Rồi chị nào ưng đặt liền giùm em. Cảm ơn cô Thanh Toàn. Rồi đó các chị ơi, chị nào mà ưng mẫu này đặt liền, cái màu này là màu tím hoa cà đó. Rồi chị nào mình lấy đặt sớm giùm em ngay bây giờ, giá hôm nay em sale luôn là 259.000 đồng. Có túi hai bên cho cả nhà mình luôn. Và từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa nhanh tay nha cả nhà ơi. Rồi 1250, 259k nha. Ok chị Phạm Trinh nè, nhớ thêm cho em số điện thoại em chốt đơn nha. 40kg, 65kg vừa rồi. Thực sự luôn cái chị, mấy bữa nay các chị thấy mẫu này là bán chạy lắm mà mấy bữa nay em không dám mặc luôn, tại vì nó hết hàng. Bây giờ là hôm nay có hàng rồi nên là bây giờ mặc liền thôi các chị ơi. Chị nào ưng đặt liền giùm em ngay bây giờ nha. 1250 và kèm số điện thoại, sale giá 259k. 40kg, 65kg vừa, bán rất là chạy mẫu này luôn các chị ơi. 1250, chị nào ưng đặt liền nhanh tay lên các chị. 259k đầm em đang mặc,
259k. Em mới chỉ ra mắt mẫu này trong tầm khoảng là chắc tầm tuần cho ta, tầm tuần cho các chị, mà mẫu này em bán là mỗi size của em là bán ba từ 300 mấy đến 400 mấy, size 2X là 500 mấy luôn. Rồi nên là các chị nhanh tay nha. Mẫu này hot lắm, vừa tại Việt Nam vừa xuất khẩu đều chạy. Mẫu này của em là 1250, giá em sale luôn chỉ có là 259 ngàn đồng mẫu này. Ok chị Ngọc Lan chốt nè, chị Phương Hạnh ok chốt nè, 1250 sale 259k, 1250 cho chị Thảo Nguyễn sale 259k. Chị nào mình ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Mã nè, với số điện thoại em trừ hàng L78 mọc vừa XL luôn chị nhìn nét nha. Em chốt 1250 cho chị nè. Địa chỉ shop là 1215 sạp 7 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà ơi. Rồi, không thì nếu mà mình xa quá cứ đặt online, hiện tại trên livestream này hiện tại đang được giá xe ưu đãi nè. 1250 chị Thúy Phạm, em chốt 1250 259 ngàn đồng. Chị nào mình lấy mẫu này mình đặt hàng liền giùm em nha. 1250 và kèm sinh hoạt 259k. 40 kg đến 65 kg là mình mặc vừa quá đẹp luôn các chị ơi, siêu phẩm nha. Mặc đi tiệc sang cực kỳ luôn. Mẫu này các chị trẻ tuổi, các cô trung tuổi mình mặc được hết. Và mẫu này cho dù ai có bụng thì mặc che bụng hoàn toàn cho mình. Và mình đừng quên rằng mẫu này em có may túi, em có may túi hai bên cho cả nhà mình luôn. Và bên trong sẽ là lớp lót thun cô tông cực kỳ là êm nha các chị ơi. Đây, lớp lót thun cô tông bên trong của nó mịn, êm, mát và mặc rất là thoải mái luôn. 1250 chút chị Hương Vũ luôn nha. Cái form này lên rất là chuẩn form cho mình. Và cái ren này ren xịn luôn. Em sẽ cho mình xem cận cảnh cái ren này nè. Đó, đẹp lắm nha cả nhà ơi. Rồi cái này em sẽ sale luôn cho mình. Chị có giá là 259 ngàn đồng, 259k. Rồi chị Minh Hải, để kiểm tra đơn mình inbox cho em nha, để mấy bạn kiểm tra cho mình ha. Rồi 40 kg đến 65 kg là vừa, mã đầm này của em là 1250. Chị nào ưng đặt hàng sớm giùm em nè, em chốt đơn nè. Rồi, rồi chị nào mình lấy đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha. Giá em sẽ là 259k mẫu đầm này. 259k mẫu đầm này nha cả nhà ơi. Chị nào mình ưng mình đặt hàng liền giùm em ngay lúc này để em chốt sale luôn nha. Một hai năm mươi, dạ không có màu đen rồi chị ơi. Ok chị Lan Nguyễn, em chốt 1250 nhá. 259k, 259k. Rồi nãy có chị kêu lên này, nền xanh hoa vàng nè, nền xanh hoa vàng để mặc cho các chị xem nha. À, đợi em một chút xíu nha. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị nhớ đặt hàng sớm giùm em chịu hẹn luôn. Rồi đây, mẫu đầm tiếp theo của em là DA1197 nha cả nhà ơi. Cái này á em còn ít lắm, em xả luôn nha. 1197 này là 1197 này là đủ size, nhưng mà size L em còn có size còn 9 cái, với size kia thì tầm mười mấy cái. Xả hàng luôn 149 ngàn đồng mẫu này. Em xả hàng luôn 149k mẫu này, mã sản phẩm là DA1197. 1197 và kèm số điện thoại nha các chị. Đây phía đằng sau thiết kế cổ vuông cho các chị như thế này nè. Rồi phía đằng trước đây rất là đẹp luôn, nền là nền xanh coban phối với hoa vàng. Và cái vải này mặc rất là mát, chất lụa nhập cho mình nha. Có co giãn cho mình luôn, có túi hai bên cho mình. Chị nào ưng mẫu này đặt hàng liền giùm em DA1197 và kèm số điện thoại sale giá là 149k.
1250 có mấy màu hả chị? Bây giờ 1250 cái tay lỡ đó em có màu đó, với lại ví dụ kiểu đó mà em có tay ngắn thì có màu vàng. Tay ngắn thì em có màu vàng chị. Tay ngắn á, cái màu tím là tay tay lỡ, còn này là tay ngắn màu vàng. Chị có thích màu vàng không thì em đem màu vàng cho mình. Rồi bây giờ cả nhà ơi, mẫu đầm này của em chị nào lấy đặt liền mã này là 1197. 1197 và sale trên line này cho các chị là 149.000 đồng. 149.000 đồng mẫu em đang mặc trên người nha. Có túi hai bên cho mình nè. Đó, dây khóa kéo phía đằng sau cho các chị mình luôn. Trong tầm từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình ưng mẫu này cứ lên đơn hàng ngay bây giờ để em chốt sale cho các chị mình luôn nha. Mã này của em là DA1197. 1197 và kèm số điện thoại cho em nè. 1197 và kèm trang điện thoại, em chốt đơn liền trên line này cho các chị mình luôn. Là giá chị còn có là 149k, em xả rẻ luôn nha. Chị nào mình lấy đặt liền giùm em 1197 nào, ok chị Diệp Trần, em lên đơn hàng luôn. Rồi các chị ơi, tranh thuận mình lên đơn hàng càng sớm càng tốt giùm em. Và mình để lại đúng cú pháp cho em làm mã hàng với xin thảm chốt đơn nha. Giá ngày hôm nay em sẽ sale cho mình luôn 149k. 149k mẫu này thôi ạ. Rồi ok chị Ngọc Hân, em lên đơn hàng cho chị luôn nè, 1197 nè. Ok chị Kim Phạm, em chốt 1197 nè, 149.000 đồng, rất là rẻ luôn. Vải mềm, chất êm và mặt mát, có co giãn nhẹ cho cả nhà mình nha. Trong tầm từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Rồi chị nào mình lấy nhanh tay đặt liền giùm em 1197 và kèm số điện thoại nè. Rồi bây giờ em sẽ lên thêm cho mình một cái đầm da beo nha các chị ơi, họa tiết da beo nha. Một cái mẫu mới bên em, nói chung nói về họa tiết da beo thì lúc nào cũng bán rất là chạy hàng luôn. Và chị nào mình lấy mẫu nào cứ đặt nhanh cho em nhé. Rồi đợi em một chút xíu nha, em lên thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nữa đây. Mã này là 1262. 1262 đây cả nhà ơi. Trời ơi đẹp chưa? Da beo các chị ơi, không bao giờ là lỗi thời, không bao giờ là hết hot. Mẫu này lúc nào cũng nằm trong top bán chạy của bên em. Rồi đây là DA1262. Em có cho mình đủ size ML, XL và 2X. Có cho mình đủ size ML, XL và 2X và 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Quá sang các chị ơi, mình đặt nhanh nha các chị. Mình lên đơn liền giùm em chốt sale luôn chứ đừng đặt trễ quá nó hết hàng nè. Trời ơi, xuất sắc chưa? 1262 nha. Cái chất nó cực kỳ là mềm cho cả nhà mình luôn. Và các chị thấy cái form dễ mặc lắm luôn nè, ai mặc cũng đẹp hết trơn, không kén da luôn. 1262 ngày hôm nay sale chỉ có 299.000 đồng thôi nha cả nhà ơi. Đó, ngắm giùm em form đầm đẹp chưa nè. 1262 nhanh tay mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Và mình để lại đúng cú pháp cho em làm mã nè, với số điện thoại cho em. Đẹp quá. Các chị nhìn cho em cái phần cổ nè, nó có điểm nhấn ở đây nữa nè. Đó, đính cho mình ở đây có một cái nút ngọc trai ở đây nữa. Ở cái phần eo các chị để ý không? Phần eo bên em là hàng eo rơi vào đúng phần nhỏ nhất của mình rồi. Form lên rất là chuẩn, chuẩn từng mm nên các chị không cần lo lắng. Đo cho em chính xác eo nha. Đừng có đo, nhiều khi kêu chị đo eo và các chị cứ đo bụng không à. Các chị ơi, eo là trên rốn dưới xương sườn giùm em nha. Đó, để bên em chọn size chính xác. Còn từ đây nó sẽ xè xuống và nó che bụng rồi. Chị nào có bụng không có lo lộ bụng luôn. Rồi có túi cho mình nè. Rồi có, rồi cái phía đằng sau là dây khóa kéo cho cả nhà. Các chị thấy chưa, form đẹp chưa? Nên là các chị cứ yên tâm cho em chiều cao cân nặng số đo, bên em chọn size chính xác 1262 và kèm số điện thoại nào cả nhà ơi, chỉ có 299k mà thôi nha. Rồi chị nào ưng đặt hàng sớm giùm em chịu hàng nè. Rồi ok, em chốt cho chị Hoa Nguyễn luôn. Chị Nguyễn Linh ơi, mình lấy mẫu nào vậy cho em mã hàng với. Rồi mẫu này là vải lụa Nhật nha, 1262, chất rất là êm mềm mát. Vải này mặc rất là dễ chịu, nói thiệt các chị mua thử đi, các chị mua trải nghiệm đi, chứ em thấy mấy chị khác bên em nhận được hàng chị nào cũng khen hết trơn á. Cái chất này nó mát và nó không có nhăn nhầu cho mình luôn ha. Và từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào ưng đặt liền giùm em chuyển hàng trời xa nha.
Mã này của em là DA1262. 1262 và kèm số điện thoại em chuyển hàng trừ sai. Rồi chị Hương Nguyễn, vậy thì mình inbox giùm em để mà mấy bạn hỗ trợ cho mình luôn nha. Rồi mẫu này của em là DA1262. Ok chị Nguyễn Thúy, em lên đơn hàng cho chị nè. Rồi ok chị Ngọc Hương nè, 1262 sale giá là 299.000 đồng. Đẹp quá các chị, sang không? Họa tiết da veo các chị có thấy bao giờ mà hết hot đâu các chị. Năm nào cũng sẽ có những cái mẫu đồng họa tiết da veo bán rất là chạy, bên em là lâu lâu là sẽ có những cái mẫu đồng này họa tiết da veo cho các chị. Và lúc nào các chị thấy không, mỗi lần em ra mắt da veo thì lúc nào những cái mẫu đó cũng nằm trong top và phải nói là bán chạy, mà phải may liên tục mấy đợt hàng luôn á, vừa tại Việt Nam vừa xuất khẩu. Các chị yên tâm cho em nha, hàng là hàng chất lượng luôn. 1262, 1262 không bao giờ hết hot nha cả nhà. Và cái màu này nè, nó dễ mặc á. Cái chị da trắng hay là chị nào da ngâm á, mình đều có thể mặc được hết cho em luôn ạ. Rồi 40kg đến 65kg là vừa. Mình đặt hàng liền giùm em là 1262 và kèm cho em số điện thoại nha. 1262 và kèm số điện thoại, form đẹp chuẩn luôn. Form đẹp chuẩn cho cái chị mình luôn. Đủ hàng cho mình nha. Chị nào ưng đặt liền giùm em. 1262 sale giá 299k. Trời ơi, mẫu này mà chị nào không mua là hơi bị tiếc luôn á. Lụa Nhật, cái chị mua cái chị nhớ cái chất vải nha. Mai mốt mà mua về rồi cái chị mê cái vải này, cái chị còn nhớ cái tên nó. Mai mốt mà em giới thiệu đầm nào có chất liệu lụa Nhật rồi. À, cái đầm này chất liệu lụa Nhật hả? Đặt liền, không thể bỏ lỡ được. Vải này mặc rất là mát, mềm, êm, không nhăn nhầu. Rồi nó lại có co giãn nhiều nữa nè. Đó, nên là rất nhiều chị khác bên em thích cái chất vải này. Vải này chỉ cần may một lớp, không cần may hai lớp luôn nha. Mình mặc mình cảm nhận ngay được cái độ mát lạnh, độ mịn của cái chất vải luôn. 1262 giá chỉ có 299k thôi nha cả nhà ơi. Nhớ mình lên đơn hàng ngay bây giờ, em chốt sale luôn nha. Ok chị Nguyễn Liên, em lên đơn hàng luôn. Rồi ok chị Thanh Hằng, em chốt 1262 nè. Chị Bình em chốt 1262 nè. Ok chị Ngân lên chốt 1262. Chị nào ưng đặt hàng nhanh tay lên các chị ơi, ngay trên cái bài like này luôn. Đừng đặt trễ quá nha, bỏ lỡ là uổng lắm. Trời, cái form đẹp quá các chị. Cái form này nó dễ mặc cực kỳ luôn ấy. Chị nào cao mình cũng mặc được, chị nào có chiều cao khiêm tốn 1m4 mấy, 1m50 mình vẫn mặc đẹp cho em luôn. Chị nào gầy cũng mặc được, và chị nào mập, chị nào tròn người có bụng đi chăng nữa vẫn mặc được. Chị nào da trắng hay là chị nào da ngâm vẫn mặc được. Trời ơi, cái chị thực sự mẫu này nó rất là dễ mặc luôn đó. Rồi mặc rất là sang, và nói chung cái form đầm này nè, mình dễ mặc trong mọi trường hợp luôn. Ví dụ mình mặc đi tiệc nha, mình mặc cũng được. Mình mặc đi chơi, đi dạo phố, đi du lịch, đi ăn uống, đi cà phê, cà pháo, mình mặc được hết. Rồi giá em sale chỉ có 299k thôi. Mà vải này mặc rất là êm và mát nha. Có túi nữa nè. Từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Chị nào lấy đặt liền dùm em nha. Ở phần cổ bên em có may kèm cho mình một cái đính ở cái phần cổ áo như thế này nữa nha. Đó, đẹp chưa? Rồi giá chỉ có 299k thôi. 1262 ok chị Thanh Thảo sale 299. 1262 cho chị Nguyễn lên luôn. 299k mẫu đầm này nha. 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Nhanh tay lên các chị ơi, để lại đúng cú pháp cho em luôn, là mã hàng nè với số điện thoại em chuyển hàng chưa sai liền nha. 1262 và kèm số điện thoại, cố gắng mình lên đơn hàng ngay lúc này luôn để em chuyển hàng nha các chị. Đẹp quá, chỉ có giá là 299k mẫu đầm em đang mặc trên người. 40kg đến 65kg là vừa. Ai ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. 1262 và kèm số điện thoại cho em nha. 1262 và kèm số điện thoại chỉ có giá 299k. Xuất sắc. Ơn mình ngang tay mình đặt liền, đừng đặt trễ quá nó hết hàng và hết size nha cả nhà. 1262 và kèm số điện thoại luôn cho em nhé. Bây giờ em sẽ tiếp tục lên thêm cho mình một cái mẫu đầm nữa nha. Chờ em một chút xíu nha. Những cái mẫu phía sau á, chị nào thích mẫu nào thì cứ kêu em mặc cho mình nha. Rồi bây giờ nè, em sẽ có thêm cho mình một cái đầm này nữa đây. Đây, cái đầm này là 1275 nè. Đẹp lắm, sale rẻ lắm luôn. Phần em nó có bao chung, chị nào mà em mình tao mình không có lo sợ chật nè. Đây, 1275. Mẫu tiếp theo của em là 1275 nha cả nhà ơi. Đây, màu hoa đẹp chưa? Nền xanh navy phối hoa cho mình màu hồng tây nè. Rồi, phần eo, đặc biệt là phần eo của mẫu này, nó sẽ có bao chung và nó sẽ có co giãn. Nên là chị nào có eo mình to bao nhiêu, mình mặc cũng không có sợ chật gì hết trơn ấy. Rồi, ở phần cổ này nè, cổ tròn và nó có nút, ba cái nút gỗ cho mình. Phần tay này cũng sẽ có may bao chung cho cả nhà mình luôn. Và bao chung rồi thì các chị mặc nè, cái phần eo bao chung
xong rồi mặc chồng vô luôn, không cần phải kéo dây khóa kéo gì hết nha. Mặc rất là đơn giản. 1, 2, 7, 5. Sale, các chị ơi mình nghe giá sale nè. Nếu như bình thường mọi người mua tại shop hoặc inbox ngoài giá là 259, thì bây giờ các chị đặt liền đi, giá sale 199k. Ok chưa các chị? Rất là rẻ luôn. Giá này chỉ chốt đúng duy nhất trên live 199k. Mã này là 1275 nha. Lên đơn liền dùm em chốt sale là 1275 và kèm trên điện thoại luôn. 1275 và kèm điện thoại. Trời ơi, công nhận luôn các chị ơi, mẫu này hai cái size XL, 2XL em bán gần hết luôn rồi. Dễ sợ thiệt, mẫu này đi hàng dữ thiệt. Rồi các chị ơi nhanh tay đặt gấp dùm em nha. Mẫu này nè bán chạy lắm luôn á. Đầm này em sale hôm nay là chỉ có giá là 199k, mã sản phẩm là 1275. 1275 và kèm số điện thoại cho em nha. À cái này các chị để ý nè. Đây đó đó đó, nó có xẻ tà nhẹ nhẹ vậy. Đứng lại không thấy ha. Đó đứng lại không thấy, mình đi lại nè. Cái tà vậy nó hơi bay bay nhẹ nhẹ đó, nó tạo cái điểm nhấn. Rồi mẫu này của em sẽ sale cho mình luôn chỉ có là 199 thôi. Bình thường nếu các chị mua là 259k, còn bây giờ nếu các chị đặt trên line này em sale là 199k mẫu này nha. DA 1275 và kèm số điện thoại cho em ạ. 1275 và kèm số điện thoại, chốt sale liền trên line 199.000 đồng. Quá dễ mặc luôn ấy, ai mặc cũng được hết trơn ấy, thoải mái lắm các chị. Ok chị Nguyễn Trang em chốt nè, 1275 nè, chị Ngọc Trâm em chốt 1275 nè. 199k. 199k mẫu này rồi, chị nào mình lấy nhanh tay lên đơn hàng sớm giúp em. Nhanh tay mình lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em nha. Để lại đúng cú pháp cho em là mã hàng nè, với số điện thoại chốt đơn 1275 và kèm số điện thoại luôn. Ok chị Kim Phụng em chốt 1275 cho chị nè. Giá hôm nay sale luôn chỉ có là 199.000 đồng. 1275 ok chị Quyên Nguyễn em lên đơn luôn nha. 199k thôi cả nhà ơi. Rồi xong chưa nè cả nhà, em sẽ dành ra thêm 1 phút nữa nha. Sau đó chuyển sang mẫu khác cho các chị. Chị nào mình lấy mẫu nào cứ đặt hàng giùm em. Là mã hàng nè, với số điện thoại nè, để em chốt đơn hàng cho các chị mình luôn nha. Những cái mẫu phía đằng sau này các chị muốn em mặc mẫu nào cứ comment lên nha cả nhà, các chị cứ comment lên đi để em mặc cho. Rồi chị nào mình ưng mẫu này nhanh tay nào các chị ơi. 1275 chị Thúy Phan em chốt sale nè. Dạ được được nha chị ơi, chị Nguyễn Hương nha. Không mình mặc hơi rộng, bên em hỗ trợ đổi size cho mình, cứ inbox cho em. Rồi bây giờ chị nào lấy đặt liền nha. Mẫu này em sẽ sale luôn cho mình nè. DA 1275 giá hôm nay em sale là 199.000 đồng. 199.000 đồng. Để mặc cái đầm này cái chị ạ. Cái đầm này rẻ lắm luôn nè, đẹp. Form đây cũng rất là đẹp luôn á. Sale có 199 luôn. Rồi xong nha. 1275 xong nha cả nhà. Ok chị đổ hàng chốt 1275 nha. 199 thôi, 40kg 65. Ủa mà khoan đã, cái mẫu này như vậy chắc nhiều khi 67-68kg mặc cũng được ấy các chị. Thoải mái các chị. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu khác nha. Đợi em xíu nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào cứ đặt nhanh tay lên cả nhà ơi. Mẫu tiếp theo của em á là một cái mẫu đầm vải lụa mango đây. Và mẫu này là 1258, form đẹp lắm. Rồi cái mẫu này sao rẻ nè, thật sự luôn ấy, có 199k mà các chị săn được một cái đầm đẹp chuẩn như thế này. Hôm nay là giá sốc, chị nào mình lấy nhanh tay đặt liền, em chốt đơn ngay. DA 1258 và kèm số điện thoại che nè. Ôi đẹp chưa các chị ơi, màu nhìn sang ha, form đầm nè, chuẩn form luôn. Rồi 1258 em sale cho mình á là chỉ có giá là 199.000 đồng. 199.000 đồng thôi, rẻ bất ngờ luôn, rẻ bất ngờ luôn cả nhà ơi. Nhanh tay mình lên đơn hàng liền cho em kẹo hết nha. Có túi cho mình nè, cổ giọt nước cho mình nè, form đầm thanh từ cái đường kim mũi chị, từ cái form là chuẩn cho các chị mình hết luôn. Rồi dây khóa kéo đằng sau nha cả nhà ơi. Mã này của em là DA 1258 và giá hôm nay em sẽ sale cho các chị là 199.000 đồng mẫu đầm này. Tin nổi hay không các chị, sao mà nó rẻ mà nó đẹp dữ vậy nè các chị ơi. Có 199k mẫu đầm này thì còn phải chần chờ, còn phải đắn đo làm gì nữa đúng không ạ? Chị nào mình ưng thì các chị cứ lên đơn liền giùm em ngay bây giờ để em chốt sale luôn nha. Mã này của em là DA 1258. 1258 và kèm số điện thoại, sale giá 299k mẫu đầm này. Từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa luôn. Chị nào ưng ý cứ đặt liền giùm em 1258 nha.
1258 và kèm điện thoại luôn. 1258 và kèm trong điện thoại em chịu hàng nha cả nhà ơi. Sale với giá chỉ có là 200. Sale với giá chỉ có là 299k. 299 nhầm 199 thôi. Hiện tại trên line này đang sale rất là rẻ, ngoài bình thường các chị mua bên ngoài mẫu này là 259k, bây giờ sale có 199 luôn. Mặc màu đen ở đằng sau. À rồi ok chị nha, tí nữa sẽ mặc cho mình mẫu này. Đây cái mẫu đầm này siêu phẩm. Trời ơi. Rồi tiếp tục nha. Các chị ơi còn chị nào ưng mẫu này nữa không? 1258. 1258 em sale có 199 à. Ok chị Khánh Vy em chốt đơn là 1258 nè. Chị Nguyễn Thúy em chốt 1258 nè. Chị Nguyễn Hồng có sai chị ơi mình yên tâm cho em nha. Rồi chị nào lấy mẫu đầm này đặt hàng liền giùm em. Comment làm mã số với số điện thoại em chốt sale ngay bây giờ cho cả nhà mình luôn. Giá mà em giảm trên like này cho các chị á là chỉ có là giá mà em sale cho các chị ngày hôm nay á là chỉ có là 199 thôi, áp dụng duy nhất trên livestream này. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em ngay bây giờ để em chốt sale luôn cho các chị mình nha. DA 1258 và kèm trang xin hỏi luôn. Ok chị Ngọc Trang em chốt đơn hàng chị Nguyễn Nhi ok nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào đặt hàng sớm giùm em comment mã số với số điện thoại em chốt đơn nha. 1258 và kèm điện thoại nè. 1258 và kèm điện thoại sale với giá chỉ có là 199.000 đồng. Ok chị Quỳnh Anh em chốt đơn nè, chị Duyên Võ em có sai nè. Rồi bây giờ sẽ chuyển qua mẫu khác được chưa ạ? Chị Quyên Nguyễn 1258 ok chị luôn nha. 199k mẫu đầm này. 199k rất là rẻ luôn. 199k mẫu đầm này nè. Chị Trần Đào ok em chốt 1258 cho chị nè. Rồi. Mặc mà em mặc cái đầm màu đen cho cả nhà xem nhé. Mã tiếp theo của em đây là DA1264 siêu phẩm nha các chị ơi. Xuất sắc luôn. Một hai sáu tư mẫu đầm này em sẽ có cho mình là 4 size M, L, XL và 2X. Rồi các chị trong tầm từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa cho em mẫu đầm này nha. Quá sang luôn. Quá sang luôn các chị ơi. DA1264. Đầm này là một cái thiết kế đặc biệt và số lượng giới hạn thôi. Đây là chị nào may mắn mình vừa, các chị nhớ lên đơn liền cho em nha. DA1264 ngày hôm nay sẽ sale cho các chị mình luôn với giá chỉ có là 329k mẫu đầm này. 329k siêu phẩm nha cả nhà ơi. Mẫu đầm này nó có điểm nhấn là hai cái vạt tà đây. Vạt tà này em may liền luôn nha các chị ơi nha. Đó, nó sẽ bay bay nhẹ nhẹ như thế này và nó giúp cho mình là các chị ơi cái form này là khi mà mình đứng về cái form này tạo cái cảm giác cái thân hình của mình nó rất là thon gọn, nó che đi được khuyết điểm cho mình rất là tốt nha. 1264 em sale chỉ có là 349k thôi các chị ơi. Và có 4 size cho mình lựa chọn nha. M, L, XL và 2X luôn. Các chị trong tầm 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Chất rất là đẹp nha. Bên trong em có may kèm một cái lớp lót thun cô tông cho mình nữa. Và đầm này bên em là có may túi hai bên cho cả nhà đây. Và ở đằng sau thì sao ạ? Đằng sau em có dây cột eo và có dây khóa kéo đằng sau. Dây khóa kéo đằng sau và dây cột eo nha. Dây cột eo này là cột trước cột sau đều được luôn ạ. 1264 này em chốt luôn chỉ có giá là 329.000 đồng. Đẹp chưa? Đó, sang chảnh vô cùng luôn. Cái mẫu đầm này mà bỏ lỡ thì là quá uổng, thực sự luôn ấy. Nó rất là xứng đáng để mà các chị đầu tư, các chị mình sắm về tủ đồ của mình. Thực sự mẫu đầm này các chị mặc lên là thấy sang trọng, thấy quý phái lên liền. Rồi, cái dây này mình cột trước cột sau đều được nha cả nhà. Dây này cột trước cột sau đều được nha cả nhà ơi. Đó. Tùy vào sở thích mỗi người, chị nào thích cột trước cột sau đều được cho em luôn. 1264 và kèm số điện thoại cho em nha. 1264 và kèm số điện thoại em chốt ngay bây giờ cho các chị là giá chỉ có
349k mẫu đầm em đang mặc trên người, một trong những cái mẫu đầm hiện tại em đang bán rất là hot, đang bán rất là chạy luôn. 1264 ok chị Hàng Trần này, sale 349k nè. Chị Ngọc Nhàn em chúc 1264 sale giá 349k nè. Rồi chị Tú Bùi em chúc 1264 sale giá 349k nè. Ai ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Làm mã số sản phẩm nè với điện thoại chốt đơn nha. 1264 và kèm điện thoại, chốt đơn liền trên like cho các chị mình đây. Là giá chỉ có là 349k đầm em đang mặc trên người. Mình ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng càng sớm càng tốt luôn, để chốt sale ngay bây giờ cho cả nhà mình luôn nha. 1264 và kèm điện thoại là vải rất đẹp, mềm êm và mặc rất là mát luôn nha. Dây này là em sẽ may liền rồi đó, phần tai này cũng sẽ may liền cho mình luôn nha. Rồi đây cột là sau cho các chị mình xem. Có cái dây cột này các chị mặc không có sợ bị rộng eo nhá. Rồi ok chị Liên Trần chúc 1264 sale 349k. 1264 ok chị Lan Hương sale giá 349k. Chị Ngọc chúc 1264 sale giá 349k. Còn chị nào mình ưng mẫu này nhớ mình lên đơn hàng càng sớm càng tốt cho em luôn. Ngay bây giờ em chịu hàng nè. Đó cái dây các chị thấy chưa, cột trước cột sau đều rất là đẹp luôn nha. Form là form chuẩn cho cả nhà mình luôn. Em đang có cho mình đủ size ML, XL và 2X, từ 40kg 65kg vừa. Cái tà này các chị, nó mềm lắm, nó nhẹ nhàng luôn. Rồi nó có túi nữa nha, cái vải này mặc rất là mát. Đây phía đằng sau, phía trong bên em cho mình xem nè. Phía trong nó như thế này nè. Cái form nó dạng như là một cái form đầm chữ A vậy đó các chị ha. Đây đây, khoan khoan để em gỡ cái dây ra. Đây, form nó như vậy. Cái form nó như thế này nha cả nhà. Rồi có cái dây cột eo vô thì eo mình tới đâu mình cột tới đó vô. Rồi hai cái vạch tà này nó giúp cho đánh lừa thị giác người nhìn, tạo cảm giác cho mình là cái phần eo mình nó nhỏ đi rất là nhiều. Rồi và nhìn mình nó cũng nhìn cái form đầu nè, cái nó có như vậy nó giúp cho mình nhìn nó cao hơn nữa các chị ơi. Đó, vừa thon gọn vừa cao hơn. Rồi mẫu này của em sale cho mình luôn, giá chỉ có là 349k. 349k mẫu này nha. Rồi cảm ơn chị Cẩm Vân đã chia sẻ nha. Rồi chị nào mình ưng mẫu này cứ đặt hàng giùm em. 1264 và kèm điện thoại luôn. Chỉ có 349k mẫu đầm này thôi. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Siêu phẩm này thực sự em may số lượng rất là giới hạn. Nên là chỉ có chị nào may mắn mình thấy ra stream này sớm mình mới đặt được thôi, chứ nhiều khi đặt trễ cũng không còn nữa. 1264 ok chị Thảo Trang em lên đơn luôn. Giá em sale ngày hôm nay cho cả nhà chỉ có là 349k thôi. Ai lấy mẫu này cái chị nhớ đặt hàng sớm ngay bây giờ cho em nha, để em chốt sale liền trên like cho cả nhà mình luôn. 1264 và kèm trên điện thoại nè. 1264 và kèm điện thoại em chốt ngay bây giờ chỉ có 349.000 đồng. Ok chị Bích Ngân em chốt đơn luôn nha. 1264 và kèm điện thoại luôn, siêu phẩm cả nhà ơi, đi tiệc là bao sen luôn. Rồi chị nào mình ưng đặt hàng sớm ngay bây giờ giùm em nha, em chốt ngay lúc này cho cả nhà mình luôn. Rồi chị nào mình lấy đặt liền giùm em nha. Em chịu hẹn 1264 và kèm điện thoại liền em chốt nha. À chị Nguyễn Thị Nga rồi ok. Chị ơi mình cho em xin số điện thoại của chị được không chị Nguyễn Thị Nga ơi. Em kiểm tra cái đơn của mình xem sao nha. Rồi trước mắt là em xin lỗi chị trước nha. Để em thử xem coi nào. Rồi được rồi, để có gì bên em kiểm tra lại xem bạn nào chốt của mình, đơn của mình chị Nguyễn Thị Nga nha. Rồi trước tiên xin lỗi chị. Rồi bây giờ mẫu này của em chị nào mình lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ nhá. Em chốt sale liền trên like này cho cả nhà mình luôn. Giá này là 349k. Ok chị Phương Linh em chốt đơn nha. Rồi tiếp tục nè, em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu khác. Rồi ai lấy mẫu nào đặt liền nè, em chịu hàng nè. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo nha. Các chị ơi em có một cái đầm này nè. Cái đầm này là bây giờ ấy nó chẳng còn nhiêu nữa đâu, nó còn ít à. Đây, mẫu này mấy bữa trước mấy chị đặt hàng mà hết hàng. Đây thì hôm nay các chị đặt lại luôn. Nha các chị ơi, chỉ còn mỗi size còn có mấy cái cuối cùng thôi, bán rất là chạy mẫu này. Đây là 1187 nha cả nhà ơi, đẹp chưa? Và giá sale cho mình á chỉ có là 299k. Nó là luôn luôn nằm trong top bán chạy của bên em luôn á các chị ơi.
luôn luôn nằm trong top bán chạy luôn á. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền giùm em ngay bây giờ nè, để em chốt sale liền trên like cho cả nhà mình luôn nha. Giá ngày hôm nay, giá ngày hôm nay em sale là 299k, mã sản phẩm là 1187 nha cả nhà ơi. 1187 sale giá 299k mẫu đầm này, nhưng mà em còn ít thôi nha. Cái này là trời ơi, mỗi sale nó có mấy cái cả nhà ơi, cố gắng lên đơn liền em chốt đơn nha. 1187 sale giá 299, cổ sơ mi có túi hai bên, vải lụa mango có co giãn nhẹ cho mình, đẹp lắm luôn các chị ơi. Phía đằng sau là dây khóa kéo nè, sơ mi. Rồi sale 299k mẫu này, đẹp không? Sang ha. Nền là nền đen hoa màu nâu hạ tiết là mấy cành cây. Mấy cái cây khô các chị ơi. Đó rồi, mẫu này em sale luôn nha. Giá chỉ có 299k mẫu đầm này. 299k nha, sang quá chừng các chị. Đẹp quá, mẫu này em sale luôn nha. Chỉ có là 299k, chị nào ưng đặt liền giùm em. Mẫu này là em bán cũng là mấy ngàn cái luôn rồi đó. Mà hết vải may rồi cả nhà ơi. Trời ơi, tiếp quá, mẫu này mà còn vải là may thêm rồi mà không còn. Mẫu này bán chạy nè mà không còn vải, cũng ghê. 299k ok chị Kim Yến nha, em chốt cho chị nào 1187 nè. 299k cái này mặc nhanh nha, giờ nó có mấy cái mẫu sai rồi. Em còn là 4 cái M nè, 3 cái size L nè, rồi 2XL và 2 size 2X thôi. 1187 chị nào lấy đặt liền, giá hôm nay em sale cho mình luôn là chỉ có giá là 299k mẫu này. Rồi ok chị Nguyễn Lan, em lên đơn hàng cho chị luôn. 1187 sale giá 299. Còn chị nào mình lấy mẫu này, mình lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn, để em chốt đơn liền trên like cho các chị nha. 1187 kèm số điện thoại 299k. Tiếp tục đây, tiếp tục nha. Em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nữa nè. Đợi em một chút xíu nha. Đây nữa nè cả nhà, có cái đầm này nè, cái đầm cổ vest này nè, bữa trước là bị hết hàng nè cả nhà, hôm nay em có lại nè, mà có ít nè, để em sale rẻ luôn nha. Rồi chị nào ơn mình đặt liền, trời ơi mẫu này được chiếc bán chạy luôn nè. Thực sự mặc cái đầm này lên mà nó mát lạnh luôn, chất vải này là chất cô tông lạnh, cô tông thái, cô tông lạnh, đúng rồi, cô tông lạnh. Các chị ơi, cái chất này mặc lên là mát lạnh luôn. Cái chất này là gọi là cô tông lạnh nha các chị. Rồi, ok này, chị Thanh Hương em chốt đơn. Mẫu này nó có túi phía trước nha. Và cổ vest mã này là 1211 1211 nha. Rồi, ngày hôm nay 1211 1211 179k mẫu này thôi ạ. Sale có 179k thôi, cái này em xả hàng luôn nhá. 1211 và kèm số điện thoại cho em nè. 1211. Em còn 3 size M, em còn 5 size XL và em còn 14 size 2X cuối cùng. Rồi, em sale luôn 179. Trời ơi, rẻ quá cái chị, đầm cổ vest 179k không tin nổi luôn á. Rồi. Mà không điện thoại. Cho chị hả chị? À chị Nguyễn Liên rồi, ok, để tí nữa mấy bạn điện thoại nha chị. Nhiều khi là đôi, nhiều có mấy bạn chưa có kịp điện ấy. Rồi mình thông cảm giùm em nha, mấy bạn sẽ gọi liền đấy chị. Rồi đợi em xíu nha. Rồi mẫu này của em là 1211. Cái này là em sẽ sale xả hàng luôn là 179k. 179k thôi các chị. Thôi ôi các chị ơi, cái đầm này bữa trước là mình mua 200 rồi, trước là mua 279k. Và sau đó là em sale xuống còn là bao nhiêu ta? 219, bây giờ mình săn sale có 179k thôi. Em còn 3 cái M, 5 cái size XL và 14 cái 2X cuối cùng nha. Chốt đơn liền trên like 179k. Mẫu đầm này nó có túi phía đằng trước cho các chị mình luôn nha. Màu này là màu xanh navy á các chị ơi, màu xanh navy nha. 1211 nè, còn 3 size cuối cùng, size M, size XL và size 2X thôi nha. Dạ, 60 tuổi mặc được cả. Nói chung bên em là các chị, các cô mình tầm khoảng là từ 30, 40, 50, 60 là sẽ có size hết cho các chị, có những cái sản phẩm phù hợp với cho mình hết nha. Rồi mẫu này của em sale luôn là, đặc biệt là màu trơn là không bao giờ kén tuổi rồi cả nhà ơi. Màu trơn không bao giờ kén tuổi hết. Rồi giá hôm nay em sale cho mình là 179 thôi, 179.000, 179.000 đồng thôi cả nhà ơi, rất là rẻ nha các chị. 179.000 đồng. Rồi tiếp tục nha. Em qua mẫu khác. Em coi mẫu khác đây các chị ơi, ai lấy mẫu nào đặt liền giùm em. À
thấy rồi, thấy một cái mẫu đầm nè. Chấm bi, các chị ơi, chấm bi, lên body chấm bi cho cả nhà. Trời ơi, cái đầm này thì họ hỏi nó rồi. Em nói thiệt luôn các chị, em nói thiệt là 100% nha các chị yêu nha. 100% luôn các chị nhận được hàng, kể cả những chị nào khó tính nhất đi chăng nữa nha. Mà các chị nhận được cái chất này các chị mê liền. Mê liền. Chạm vô thôi, cầm lên cái vải thôi là mê rồi, chưa cần mặc luôn. Vải này nó rất là mịn và mát lạnh cho mình. Dày dặn nhưng mà mát lạnh chứ không phải dày mà nóng nha các chị. Dày mà mát lạnh và dày mà mặc êm mà mặc mềm, chứ không hề bị cứng nha cả nhà. Và dày nhưng mà nó không bị nhăn nhầu, lên form là chuẩn form cho mình luôn. Đây là chất cô tông thái, mã sản phẩm 1213. Rồi ngày hôm nay mẫu đầm này em còn mấy cái cuối cùng, em sẽ sale luôn còn 199. Thay vì bình thường các chị mua mẫu này nhiều 299k thì hôm nay các chị lên đơn liền, em sale chỉ có là 199k. Mã này là 1213 nhá. Đầm xanh chị Diễm Nguyễn ơi, comment cho em là 1211 chị nha. Đầm cổ vest đó là 1211 đó chị. Và bây giờ đầm body này của em với thiết kế sẽ là cổ đắp chéo như thế này. Nền xanh và chấm bi trắng cho các chị. Có cái bản eo cho mình đây. Dây khóa kéo đằng sau. Trời ơi cái form đẹp chưa? Không tin nổ luôn, một cái đầm đẹp và chất vải xịn như vậy mà có 199k. Em nói thiệt các chị cứ mua đi. Các chị cứ nghe em mua cái đầm này đi. Em đảm bảo chắc chắn các chị nhận được hàng về là không làm cho các chị thất vọng một chút nào đâu. Rồi phần cổ là cổ đắp chéo nha. Nếu như chị nào mà thích mà cổ đây tới cỡ như này, các chị nào mà thích cổ mà cao hơn ấy, các chị đính chị lại cho em, cố định lại cho em, còn không thì các chị cứ để nguyên như vậy cũng được rồi. Nên là nền xanh navy chấm bi trắng cho cả nhà mình nha. 40kg 65kg vừa, em còn 8M, 1 size L, 11XL hoặc 4 size 2X cuối cùng thôi. Mã sản phẩm 1213. 1213 này em sẽ sale cho các chị mình luôn, chỉ có là 199.000 đồng. Hiện tại mẫu đầm này em còn ít, em với sale giá này chứ bình thường em bán rất là chạy luôn các chị. Mẫu này bán 299 không à? Em bán 299k mà phải nói luôn khách rất là thích. Mẫu này em thấy là nhiều chị khen lắm. Mẫu này khách nhận được hàng đa số ai cũng khen hết trơn các chị. Đó, và còn gửi hình cho shop rất là nhiều. Nên cả nhà mua thử đi, trải nghiệm thử đi các chị. Em nói thiệt các chị nghe em mua mẫu này đi. Mình đã ưng rồi, ưng vẻ bề ngoài rồi, ưng kiểu dáng, màu sắc, họa tiết rồi. Về cái chất các chị ơi, em bao luôn. Không đẹp em không lấy tiền, em nói thiệt. Không đẹp em không lấy tiền các chị mình luôn á. Rồi mẫu này em sale chỉ có giá là 199. Ok chị đỡ hàng chút, 1213. Đây, các chị ơi khách em mặc nè. Đó, cô khách bên em mặc nè. Đẹp chưa? Đẹp chưa? 1213 đó. Đẹp chưa cả nhà ơi, sang chưa? Em nói mà, các chị mua thử đi, vải xịn cực kỳ. Khách em rất là thích mẫu này luôn. 1213, giá em sale là 199k, rẻ ơi là rẻ luôn. À, đầm giá hổ hả chị? Rồi ok chị nha. Giờ có hai cái này nè. Có hai cái này, giờ mặc cái nào trước đi ta? À chắc em mặc cái đầm 1222 đi. 1222 là mới về hàng thêm nữa rồi. Để tí nữa em mặc. Nói chung là nhưng mà về ít à, hết vải để may rồi. Nói chung những cái mẫu da beo là các chị đã ưng á, các chị nên đặt liền. Các chị đã ưng, các chị nên đặt liền chứ các chị đừng đặt trễ nha. Tại vì bây giờ á, da beo cái nào nó cũng hot, cái nào nó cũng chạy hết. Và bây giờ là hôm nay á, là em đã hết vải để may hoặc những cái mẫu mà da beo rồi đó. Hết vải da beo rồi đó nha cả nhà. Còn bao nhiêu á, là bán bấy nhiêu. Vừa rồi là hôm nay là có về thêm á, nhưng mà về thêm là đợt cuối, nhưng mà ít thôi chứ không có nhiều luôn. Đâu còn vải nữa đâu mà may các chị. Nên là may được có ít à, bổ sung thêm số lượng những cái size mà vừa rồi mà bị nợ đơn á, nên là may thêm bổ sung thêm size để trả nợ đơn thôi chứ là hết rồi. Đây mẫu này nè các chị, 1222, hot quá hot luôn các chị ơi, may không đủ bán luôn rồi. 1222 mẫu này em sale là 299k và 40kg đến 65kg vừa, cố gắng nha các chị, đặt hàng liền, đặt hàng gấp nha, đừng đặt trễ quá nó hết uổng lắm luôn á. Cái mẫu này bán chạy cực kỳ chạy luôn các chị. Ngày hôm nay em sẽ sale cho cả nhà mình luôn, giá chỉ có là 299.000 đồng mẫu đầm này. À, nằm trong top bán chạy của bên em, may liên tục không biết bao nhiêu đợt hàng luôn rồi đó cả nhà ơi. Rồi giá hôm nay em sale cho cả nhà mình nha, chỉ có là 299, mã này là 1222. Chị Châu Thị ơi, mẫu này là 1222 nha, tại vì da beo em có nhiều mẫu lắm. Nên là có gì mình cho em thêm cái mã số luôn. Có túi hai bên cho mình nè.
Đó, thiết kế là cổ đắp chéo nha cả nhà. Và đây nó có ba cái nút cộc chai nè, có cái bạn eo. Và mình để ý dùm em cái thiết kế đặc biệt của phần cổ này là bên em may ở đây là nó xếp ly ở phần cổ. Nó xếp ly phần cổ, sau đó khi mình mặc nó sẽ ôm vô vòng một của mình, nó ôm vô phần cổ của mình. Nên các chị mặc nhìn thấy nó sang không? Nó sang không? Còn nếu chị nào mà thích mặc cố định phần cổ thì đính chị lại cho em là được nha. Thật ra ra cái mẫu này khỏi cần đính cũng được, nhưng mà nếu mà chị nào kỹ á, chị nào mình muốn kín luôn á thì các chị đính lại thôi. Phần thường thường cổ đắp chéo là sẽ ngày càng sản xuất càng sẽ may như vậy trước, không chưa có đính gì hết, để tùy chỉnh theo mỗi người. Rồi ok, em chốt chị Bích Phượng nha. Rồi mẫu đầm này của em 1213, chị nào ưng đặt liền form đẹp chưa? Các chị nhìn cái phần tay cho em là chuẩn form chưa? Cái tay form chuẩn chưa? Đấy, 100 cái 1000 cái như 1000 cái hết, may làm sao, giao mặc làm sao giao vậy. Nó tới đây mình cử động thoải mái không bị chật nè, và nó có độ phồng nhẹ cho mình ở cái form tay này, nhìn sang chảnh chưa. Rồi giá em sale chỉ có là 299, mã này là 1222 nha. Chị Châu thì ok em chốt 1213. Rồi 1222 em đang mặc trên người đây, sale giá 299.000 đồng. 1222 nha cả nhà, chị nào ưng đặt liền 1213 triệu đổ hàng. Cái chấm bi nè, đó chấm bi cái chị nhớ nhanh tay đặt liền kiểu hết nha, mẫu đó hot lắm. 1222 ok chị Thanh Hương, em chốt sale là 299. Cái mẫu này là các chị ơi, em may không không đủ để bán luôn các chị. Em may không đủ để bán luôn, nên là nếu như thực sự em nói thiệt lòng là các chị nếu mà đã ưng rồi thì các chị nên đặt luôn. Các chị đừng chần chờ làm chi nữa, bây giờ em không còn phải để may nữa luôn rồi, và còn bao nhiêu bán bấy nhiêu. Và size số thì nó có thể hết bất cứ lúc nào, nên là khuyên các chị nên đặt càng sớm càng tốt. Rồi mẫu này của em là 1222, sale giá 299k, bán cực kỳ chạy hè đó cả nhà ơi. 40kg đến 65kg vừa vải này, mặc rất là mịn và mát nha các chị. Rồi chất rất là êm luôn. Giá em sale là chỉ có 299k thôi. Ơn mẫu này các chị lên đơn hàng liền dùm em nha. Để em trường hàng luôn. 1222 kèm số điện thoại cho em ạ. Form rất chuẩn. Và đầm này em có 4 size. Size M là em 72 trở xuống, size L em 75 trở xuống, size XL em 78 trở xuống và 2X là em 84 trở xuống, mình mặc vừa nha. Ok chị Lương Nguyễn chốt 122, khuyên chân thành các chị nên đặt liền, mẫu này bán siêu chạy hàng đó cả nhà ơi. Rồi body chấm vi 1213 đó chị Nguyễn Thị Hạnh, mẫu đó là 1213 nha. Rồi bây giờ đầm em đang mặc trên người, cái chất này là chất lụa Nhật, các chị mặc nó mát, nó êm, nó mềm, nó không nhăn nhầu nha các chị. Lụa Nhật là đảm bảo mặc là ghiền, thì các chị mua thử đi. Mềm êm mịn mát không nhanh nhau, và chỉ cần may một lớp, không cần may hai lớp. Các chị mặc lên người các chị cảm nhận ngay được cái độ mát lạnh của nó, mình cảm nhận ngay được cái độ êm và mềm mịn của chất vải này luôn, mặc là không muốn cởi ra luôn các chị ơi. 1222 giá em sale là 299k nha. Ok chị Châu Thủy, em chúc 1222 cho chị. Cái họa tiết da beo có bao giờ mà lỗi thời đâu cả nhà ơi, nên là các chị cứ mua cái mẫu đầm này đi, mình mặc từ năm này qua năm nọ đều có thể mặc được hết, sang chẳng cho mình và không kén da, da trắng, da ngăm, mình mặc được hết cho em nha. 1222 giá em sale là 299k. Nhanh tay các chị ơi, đặt hàng sớm em chịu hàng. 1222 và kèm số điện thoại 299, đẹp lắm, sang lắm luôn. Một form mà mình mặc lên nó chuẩn form cho mình. Các chị cứ đo chính xác nha. Giờ eo em ở đây nè, đó. Các chị thấy không, phần eo bên em lúc nào cũng hạ eo rơi vào đúng cái phần nhỏ nhất của mình. Mình đo dùm em, eo là trên rốn dưới xương sườn dùm em. Ngay cái dưới cái xương sườn mình cứ để tay vô là mình thấy à. Cái chỗ nhỏ nhất mình sờ vô là ngay cái hốc eo này luôn nè à. Đó, các chị thấy chưa? Mình đo giùm em đi. Tại vì nhiều khi á, em kêu các chị đo eo mà các chị cứ đo bụng thôi. Thế là chọn sai, toàn là bị to không à, mặc rộng thênh thang không à. Nên là các chị nhớ đo chính xác nha. Eo ở đây nè, còn bụng là dưới này nhá. Bụng là chỗ này nè, còn eo là trên này. Đó, em phải nhắc kỹ xíu để không thôi mấy chị lại đo sai nữa. Rồi, 1222 giá này sale là 299k, nhanh tay nha cả nhà. Rồi tiếp tục nha các chị, bây giờ em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu khác nữa nha. Chị nào mình ưng mẫu nào đặt liền giùm em luôn. Thôi mặc luôn cái da beo này đi, mặc luôn đi cho trọn tình trọn nghĩa. Nãy giờ mấy da beo rồi ta? À, một cái, hai cái, cái này là cái thứ ba nè. Em còn da beo nào nữa không? Để em xem coi, nếu mà còn da beo nào em lên nốt luôn. À như hết rồi các chị ơi. Rồi có ba mẫu da beo vậy đó nha cả nhà ơi, chị nào ưng mẫu nào đặt liền nha. Rồi chị nào ưng mẫu nào đặt liền giùm em nha. Rồi tiếp tục nè, lên thêm cho mình họa tiết da beo này nữa đây. À không không, có này nữa nè, có này nữa nè, để mặc luôn. Da beo phối với họa tiết dây xích, cái mẫu này giống 1222 nè, cái mẫu này giống 1222 nè, là 1192. Để mặc nốt luôn nha các chị ơi, để cho xong luôn mấy cái họa tiết da beo luôn. Đây, 1192, trời ơi, các chị ơi.
đẹp không? 1192 nha, bán chạy lắm. Nói chung những cái da beo cái nào cũng chạy, và cái form thiết kế này nè các chị, em thấy nhiều khách rất là thích luôn. Rồi mẫu này em sẽ có cho mình là 4 size để mình lựa chọn. Mỗi mẫu này là mỗi size em đã bán là, mỗi size em đã bán là ngàn mấy, hai ngàn mấy cái rồi đó các chị. 1192 này nè, 1192 các chị nghe mã là biết là được may từ may đợt trước luôn rồi. Và liên tục đến đợt này em vẫn may rất là nhiều. Mẫu đồng này là bán rất là chạy. Mẫu này của em sale giá chỉ có 299k, mã sản phẩm là 1192, form giống như cái đầm 1222 vậy đó. Đây các chị yêu nha, đẹp không? Cổ rất chéo nè, form lên rất là chuẩn form cho mình luôn, dây khóa kéo đằng sau. Rồi, từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa, vải này là lụa Nhật, các chị mặc bao ghiền luôn ấy. Rồi, mềm êm lắm, cái chất này không cần may một lớp đâu các chị. Nó mềm nhưng mà nó vẫn lên form chuẩn form mà không có bị xuyên thấu và mát, không nhăn nhầu. May mà các chị cảm nhận được ngay cái độ mát lạnh của cái chất lụa Nhật này, các chị mua thử trải nghiệm đi, về sau em đảm bảo chắc chắn các chị sẽ ghiền cái vải này luôn á. Ghiền cái vải này luôn á chị, mặc rất là mát luôn, mát lạnh luôn. 1192 và kèm cho em số điện thoại nha. 1192 và kèm cho em số điện thoại, em chốt sale liền trên like, giá chỉ có là 299k. Mẫu đầm này từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa, chị nào lấy nhanh tay đặt liền giùm em. 1192 và kèm số điện thoại trên luôn, form đẹp chưa? Trời ơi các chị ơi, cái form đầm nhìn sang chưa nè. Ở đây cam mét 62, form này dài tầm ngang bắp chân như thế này nha, và có túi hai bên cho mình luôn. 1192, sale giá là 299k. Ai ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn liền dùm em. Cái này là họa tiết da beo phối với dây xích cho các chị mình nè. Đó, sang chưa? Tay các chị thấy không, luôn luôn form tay bên em may là rất là chuẩn form rồi, cử động thoải mái không bị chật. Đó, đẹp không? 299k mẫu này, lên đơn liền dùm em nha. Các chị thấy là cổ này là cổ đắp chéo và em đâu có đính đâu, cái phần cổ này em không đính vô, nhưng mà mặt là tự động nó ôm vô vòng một, nó ôm vô phần cổ của mình. Còn nếu mà chị nào kỹ, chị nào muốn đính chị lại cũng được, cố định lại cũng được. Còn nếu mà theo em thì cái mẫu này khỏi. Đó, form lên chuẩn rồi, dễ mặc rồi, cũng không có bị hở phần cổ này ra đâu ha. Rồi 1192, 1192 sẽ giá 299k. Chất lụa Nhật nha cả nhà, mềm êm và mát lạnh vô cùng, không nhanh nhàu và nó sẽ có co giãn nhẹ. Và từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa luôn nha. Chị nào mà mình ưng mẫu này cái chị cứ lên đơn liền giùm em là 1192 và kèm thêm số điện thoại luôn. 1192 và kèm số điện thoại, em chốt đơn liền trên like cho các chị là giá chỉ có 299k. 299k mẫu đầm này, lên đơn liền giùm em. 1192 và kèm số điện thoại cho em. 1192 và kèm số điện thoại. Ok chị Trần Thủy, em chốt đơn. Rồi xong chưa các chị ơi, tranh thủ mình lên đơn hàng càng sớm càng tốt giùm em nha. Lên đơn hàng càng sớm càng tốt để mà em chốt đơn hàng cho các chị mình luôn. Đừng đặt trễ quá, nó hết hàng là uổng nha cả nhà ơi. Chỉ có giá là 299.000 đồng, săn được ngay cái siêu phẩm rồi. Săn được ngay cái siêu phẩm rồi cả nhà. Rồi xong chưa các chị, chuẩn bị em qua mẫu khác nè. Chị nào mình lấy mẫu này mình đặt liền dùm em là 1192 và kèm số điện thoại nha. 1192 kèm số điện thoại rồi. Lên đầm sơ mi họa tiết da beo luôn. Lỡ rồi lên đầm sơ mi họa tiết da beo cho các chị xăm luôn một lượt đi nha cả nhà ha. Đó, chị nào mê da beo thì em đã mặc hết luôn một lượt đầm da beo rồi. Rồi cho mình chọn luôn cho dễ. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền comment mã hàng của số điện thoại cho em luôn. Mẫu tiếp theo của em là 1208. Đây cả nhà ơi, 1208. Vải này là vải mango cho cả nhà mình nha, 1208. Ôi trời, ủa 1208 á? Ủa sao còn có size 2X vậy ta? Anh để em xem thử hỏi kho thử coi. Rồi sale giá 299k mẫu này thôi các chị ơi, các chị mà size M, size L, XL các chị cứ đặt đi. Các chị cứ đặt đi, nếu mà còn hàng thì mấy bạn chốt cho mình nha. 1208 luôn nha các chị ơi, sale 299k hot quá chừng bởi vì em nói mà. Da beo là các chị nên đặt liền. Da beo các chị nên đặt liền, không là hết là vậy đó. Bán chạy lắm.
có túi nè ha, cổ sơ mi tay lỡ, mã sản phẩm 1208, giá em xem là 299k. Nhanh tay nha cả nhà ơi, từ 40kg đến 65kg là vừa, đặt liền giùm em nha. 1208 và kèm số điện thoại cho em ạ. 1208 kèm số điện thoại 299k. 299k mẫu đầm em đang mặc trên người, từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền dùm em. 1208 và kèm số điện thoại cho em luôn. Xong chưa các chị ơi, đặt liền dùm em nha. Giá hôm nay em chốt sale luôn cho mình. À rồi ok, đủ size các chị ơi, 1208 đủ size nha. Rồi các chị cứ đặt đi, 1208 em đủ size và sale cho các chị mình luôn. Là giá chỉ có là 299k. 299k mẫu đầm này, nhanh tay cả nhà đặt hàng sớm em chịu hàng nha. 1208 sale cho mình giá 299k. Rồi sale luôn cho mình giá 299k. Em còn 3 size, size L hết hàng nha. Em còn size M, size XL và size 2X nha. 3 size cuối cùng, M, XL với 2X. Giá sale là 299. Giá sale hôm nay là chỉ có 299k thôi nha. Rồi, giờ em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nữa đây. Ai lấy mẫu nào các chị nhớ nhanh tay lên đơn liền giùm em nha. Chờ em vài giây nhé. Đâu rồi? Rồi, em lên thêm cho mình một cái đầm nệm xả hàng. Các chị ơi, cái này là xả hàng lỗ nha, hòa vốn cũng không có hòa được nổi rồi. Một cái đầm này mà em sale có, các chị ơi, cái đầm này em sale có là 129k thôi, hòa là không hòa nổi luôn rồi, lỗ vốn luôn á các chị. Đây là DA1159 nha, xả hàng lỗ vốn đây cả nhà ơi, 129k đầm này. Và mỗi size em còn mấy cái cuối cùng thôi nha, mỗi size còn mấy cái cuối em xả lỗ luôn rồi, lấy tương tác. Giờ mình chia sẻ like dùm em nha, các chị ơi chia sẻ like dùm em nha. Mẫu này là 1159, em sẽ sale cho mình chỉ có 129k mà thôi. 129k, đầm có túi hai bên và bên trong là lót thun cô tông cho mình, phía đằng sau là dây khóa kéo cho cả nhà mình đây. Và mẫu này em sẽ sale cho các chị là chỉ có 129k đồng thôi nha. 129k mẫu này. Rồi cổ tròn tay ngắn nè, túi hai bên nè, bên trong lót thun cô tông cho các chị nha. 1159 chốt sale liền trên like, 129.000. 129.000 thôi các chị, quá rẻ luôn, xả hàng lỗ vốn. Chị nào ưng đặt liền, đừng quên nhấn theo dõi trang, nhấn chia sẻ like giùm em nha. Rồi mẫu đầm của em đang mặc đây là 1159, có chị nào ưng các chị nhớ đặt liền để em trừ hàng luôn cho mình ngày hôm nay nha. 1159 và kèm số điện thoại xong trên này cả nhà ơi, phía đằng sau là dây khóa kéo nha, bên trong là có lót thun cô tông cho các chị mình đây. 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Rồi chị nào mình ưng đặt liền cho em nào, 1159 và kèm số điện thoại chỉ có 129.000 đồng. Rồi ok chị ạ, chị Ánh Khương em lên đơn hàng cho chị nè, chị Ngọc Lan ok em chốt đơn hàng cho chị nè. 1159 xe 129.000 đồng, trời ơi xả hàng quá rẻ, quá sốc luôn. Chị nào mình lấy mẫu này các chị nhớ đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha. 1159 và kèm số điện thoại luôn cả nhà ơi. Sale hôm nay cho nhà mình, sale hôm nay cho nhà mình, sale hôm nay cho cả nhà mình với giá chỉ còn có là 129.000 đồng mẫu này. 129k mẫu này, chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em chịu hàng. 129k thôi nha cả nhà ơi. Rồi chị nào mình lấy đặt liền giùm em DA1159 nha chị. Ok chị chuyên lên em trước 1159 cho chị nè. Rồi chị nào mình lấy đặt sớm giùm em, ok chị Nguyễn Thu em lên đơn hàng nè, 1159 nè, chốt đơn ngay bây giờ luôn, là giá chỉ có 129.000 đồng, có túi nha, hai lớp cho các chị mình luôn đó. Rồi xong, bây giờ em sẽ qua mẫu khác, sẽ qua mẫu khác cho các chị mình đây. Rồi chị nào mình ưng mẫu nào đặt liền giùm em nhé. Vậy hả? Không thèm chơi con la nữa. Dạ 1159 70kg không vừa rồi chị ơi, tiếc quá.
Rồi, bây giờ các chị ơi, mẫu đầm tiếp theo là DA1263. Mẫu 263 này em sẽ có cho mình là đủ size nha các chị ơi. Vải này là vải lụa mango. À đâu, vải này à. Rồi, vải mango cho cả nhà nhé. Rồi, giá hôm nay em sale luôn cho cả nhà. Giá đang sale cho cả nhà mình luôn, chỉ có giá là 299k. Mẫu đầm này nha. DA1263 và kèm chân sinh thoại liền nào cả nhà ơi. Ngày hôm nay mẫu này sẽ sale với giá chỉ có 299k. Các chị hãy nhìn cái form đầm này đi. Form này rất là dễ mặc luôn. Các chị nào cao, chị nào thấp, chị nào gầy, chị nào tròn người, hay chị nào da trắng, chị nào da ngăm, mình đều có thể mặc được mẫu này hết nha các chị. Form này nó rất là dễ tính luôn. Đặc biệt cái vải nó rất là mềm. Vải này là lụa mango cho mình, êm, mềm, mát, không nhăn nhầu cho cả nhà mình nha. Đầm này em may túi hai bên luôn, và cái phần cổ áo em có đính cho mình một cái điểm nhấn ở đây nữa đây, có nút ngọc trai cho cả nhà mình nữa ha. Rồi form chuẩn chưa, cái phần eo bên em là nhấn một đường eo hạ rơi vào đúng cái phần nhỏ nhất của mình rồi, nên là từ đây nên là các chị cứ đo chính xác số đo giùm em, bên em chọn size chính xác cho mình ha. Rồi từ đây form này nó xòe nhẹ xuống che bụng nha, ai có bụng thì các chị mặc cái đầm này lên là kiếm cái bụng không ra luôn á. Dây khóa kéo đằng sau cho mình đây nha, mã này là 1263 rồi sale luôn, chỉ có giá 299k. Cái màu này sang nè cả nhà, 1263 và kèm số điện thoại em trừ hàng ạ. À, ok chị Vũ Hải, em lên đơn hàng nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu đầm của em đang mặc trên người nhớ đặt sớm. Đây cái vải này nó mềm êm mát và có co giãn nhẹ cho các chị nha, từ chiều dọc cho tới chiều ngang sẽ có độ co giãn nhẹ nhẹ cho mình, đẹp không đó, đẹp chưa nè cả nhà ơi. Rồi sale luôn, chỉ có giá là 299k mẫu đầm này. Mình lên đơn hàng sớm ngay bây giờ nha. Điểm chốt sale luôn các chị ơi. Đó, xuất sắc không? Từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Ok chị Thu Hằng, em lên đơn hàng cho chị. Chị Nguyễn My, ok em chúc 1263 cho chị luôn. Giá ngày hôm nay em sale cho mình chỉ có là 299k thôi nha. 299k mẫu này, 1263 và kèm trang điện thoại luôn. 1263 và kèm điện thoại, chốt giá chỉ có 299. Từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa luôn. Chị nào ưng đặt liền nhiều em nha. Bây giờ hiện tại là em sẽ có 4 size. Nếu mà size M là eo mình 72 đến 73, size L là eo 75 đến 76, XL là eo 78 đến 79, 2X là eo 84 đến 85. Thật ra là nếu anh chèn xíu mình tăng lên thêm size, ví dụ như eo 86 á, mình vẫn có thể mặc được 2X nha. Tại vì cái vải này nó có co giãn. Và cái phần eo này em chỉ may một đường eo thôi, nên là rất là dễ mặc luôn. Ok chị Nguyễn Hương, em chốt cho chị là 1263. Giá ngày hôm nay em sẽ là 299.000 đồng, 299k mẫu đầm này. Rồi 40kg đến 65kg là mình mặc vừa cho em luôn. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt đi giùm em, DA1263 và kèm xin hỏi nha. Tranh thủ nha các chị ơi, lên đơn hàng càng sớm càng tốt, để em chốt sale ngay bây giờ cho cả nhà mình luôn nè. Ok này chị Ngọc Châu, em chốt đơn hàng cho chị nè, 1263 và kèm số điện thoại cho em nha. 1263 nè. Ok chị Thảo Lê 1263, chị Nguyễn Ngọc chốt 1263 luôn. 40kg 65kg vừa. Đây túi nè các chị ơi, có túi hai bên nha. Khi đứng xa xa các chị nhìn các chị không thấy túi. Đó, có túi hai bên cho mình. Form lên chuẩn form luôn, phải lụa mango. Rồi đó, ở đây em cao 1m62 nặng 47kg. Form này sẽ dài là qua gối nha. Form này dài qua đây là gối đây, form dài qua gối như thế này rất vừa phải dễ mặc. Các chị chiều cao khiêm tốn 1m4 mấy 50 mình mặc vẫn đẹp, hay chị nào cao hơn em mình mặc vẫn đẹp luôn. Giá sale hôm nay cho mình chỉ có giá là 299.000 đồng, cam kết 100% mặc trên lại sao giao hàng hoàn toàn y chang như vậy hết, nên là mình yên tâm. Hàng này là hàng em may là để xuất khẩu. Hàng này hàng em may để xuất khẩu qua nước ngoài luôn, nên đảm bảo là các chị nhận được hàng là hàng chất lượng luôn. 1263 ok chị Thanh Hương, 1263 ok chị Kim Chi sale giá 299, 1263 ok chị Nét Nguyễn em sale 299k, 1263 ok chị Thanh Thủy em lên đơn hàng cho chị luôn nha. 299k mẫu đầm này, vải lụa mango, mềm, mịn, êm, mát và thoải mái dễ chịu cho các chị mình ạ. À, từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này cố gắng mình đặt hàng càng sớm càng tốt nha. Trời ơi, form đẹp quá à các chị ơi, dễ mà. Nói chung là với cái mẫu này á, các chị mặc đi tiệc cũng được, mình mặc đi dạo phố, mình mặc đi ăn uống, đi cà phê cà pháo, đi du lịch, nói chung là mặc được tất, dễ mặc ha. Đó, nên là những cái mẫu này á, không vừa thôi, mua về rồi là các chị á, mặc nó hoài hoài cả nhà ơi, đi đâu mình mặc cũng hợp hết trơn cả nhà. Đó, dễ mặc.
Rồi mẫu này em sale cho mình luôn, chỉ có 299.000 đồng nha. Lên đơn liền dùm em ngay bây giờ, em chuyển hàng luôn. Mẫu đó là 299K chị Bích Ngọc nha. Rồi ok chị Minh Ngô, em chốt cho chị nè, DA1263 nè, 299K đồng em đang mặc trên người. Còn chị nào mình lấy mẫu này thì mình nhớ đặt hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn ạ. Ok này chị Hồng My, em chốt đơn hàng cho chị nhé. 1263 sale giá 299. 1263 giá sale là 299K và từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình thích mẫu đồng này thì các chị nhớ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Làm mã hàng với số điện thoại cho em nhé. Chị Ngọc Nguyễn, ok em chốt cho chị là 1263. Rồi còn chị nào mình ưng ý mẫu đồng này của em nữa không nè, mình nhớ lên đơn hàng ngay bây giờ nha, để em chốt sale luôn cho mình. 1263 và kèm số điện thoại em chuyển hàng nhé. Rồi xong chưa cả nhà ơi, nhanh tay đặt liền nha. Lấy này em sẽ lưu lại, chị nào và trẻ xem lại là để đặt hàng thêm. Hẹn gặp lại các chị và các bà livestream sau. Bye bye cả nhà nha.